Cho cháu hỏi là cái mâm các cái hoa quả này này đang bày này này để cúng cái gì ạ? Cúng khao chúng sinh, các quan không sinh ạ. Nên là xong mình cúng xong là chỉ có thu lại thôi, mình không chuyển đi đâu. Không, cúng xong thì là tất cả các cụ là cụ đại A Di Đà Phật là các cụ phụ lập. Không phải chia đem đi đâu cả. Thế là xong rồi thì mình dọn đi, thì bắt đầu mình rước về đình. Rước về đình xong rồi cũng phải cúng về đình. Đình là đình xong là thôi, thầy năm lễ thì thôi. À vâng, thì năm lễ ở đình là xong. Bây giờ là tiền này là cũng sáng ngày tế là xong rồi nhá. Vâng. Tế xong rồi nữa thì bây giờ là đây là cúng các quan là gọi là cúng các quan khao chúng sinh. Vâng. Đấy, rồi là xong thì là hạ tất cả nên là thủ lộc của đi. Nó có cục thủ lộc xong rồi. Vâng. Là hôm qua mình rước cái gì đây, hôm nay mình rước trở lại. Qua là rước và anh Hoàng đến chùa. Và mấy nệ mẫu vâng. Mẫu tức là mẫu của người ở của mình vâng. Đấy, thì trước thành hoàng về mấy mẫu và mấy mẫu xong rồi làm lễ một cái mẫu Phật xong rồi hôm nay này tế mẫu tế thành hoàng xong ôi nhìn giống quá đây lại rước người về đình vâng. người ngồi về đình chỉ tiếc là hôm qua là Dương nó bị mưa đó nhưng mà mưa như chuột ướt hết nhưng mà cũng là người dân rất là hào hứng là ai không ai bỏ cuộc cả vẫn đến đâu đúng giờ mà đúng giờ mà phải rất đúng giờ mưa phải đi đúng giờ mẹ ra là mình làm được cái nhà tổ trên này rồi làm lại trên núi nữa là làm nhà tổ xong rồi thành trước người về nhà tổ đó nên là cô có nhà tổ thì trước về chùa trung tâm này mẫu thanh cũng vậy làm lễ xong này đi đường nhỉ tháng 8 thì dỗ cha không tháng 3 là dỗ mẹ không mẹ chùa là nếu đấy mẫu mà hôm mùng ba tháng bây giờ là sắp được cúng rồi. Vâng. Cho xin phép cháu. Xin chào quý vị và các bạn nhé. Thì ngay lúc này đây mình đang ở tại chùa Phúc Nghiêm các bạn ạ. Thì hiện tại nơi đây thì bây giờ đang các cụ đang chuẩn bị này. Các cụ đang gặp quần áo. Đấy, quần áo vàng bạc. Là để, cái thứ này để khao các quan các bạn nhé. Còn hai bên này thì như các bạn đã biết đấy, thì ở đây bày rất nhiều này, có bánh đúc này, hoa quả xôi này, và bánh kẹo nhé, có xoài này, đây có mâm kẹo bánh to các bạn ạ. Ở đây thì có cả quả nhé, những mâm nễ được bày. Còn hai giấy dài để khao các quan. Hôm nay là ngày dạ nó nóng quá, cô làm tí nữa đi ạ. Nhưng mà nó bay hết đồ cô giờ ấy, nó bay hết đồ nặng rồi ạ, cháu cấm nhé. Mình đang làm thì cắm điện không ạ? Được chưa? Bên kia có cắm không ạ? Được chưa? Để mình nói chuyện với các bạn nhé. Thì lúc này đang đứng ở đây thì mọi người đang gặp quần áo thôi. Có bay không ạ? À đấy mà, có bay cháu đẩy im. Thì cái đồ vật bánh kẹo chứ. Lại rút ra. Vâng, lấy lại rút ra. Có bà chú nóng tí vậy. Để cúng khao các quan nhé. Cúng khao các quan xong thì sẽ rước toàn bộ những
đồ rước hôm trước sẽ trở về đình. Thì công tác chuẩn bị đến đây là cũng tương đối ổn định đấy các bạn ạ. Thì sau vấn đề cúng bái thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn nhé. Ôi chịu nóng tí cũng được ạ. Vâng, đành đồng vậy, cầm đồng vậy. Các bà đang làm chia tiền vàng quần áo là kêu nóng, bởi vì là bật quạt thì nó sẽ bay hết. Đấy, gió mát thế này các bà ơi, gió mát thế này cơ mà. Đấy, gió đã đưa vào thì mát thế. Rồi, nếu mà tắt thì không ngồi được, không ngồi thì hấp lắm. Mãi mãi tôi để một tầm để em. Đây thì bây giờ phải mình phải đi lấy một lần mà mấy không làm là thế này là ăn được nhiều à? Mấy vậy mà biên à? Các cụ đã xếp nhiều tiền quá. Tiền bên kia là tiền 50.000. Quần áo này. Cái nia của bà chết không giải tinh tiền thế, xong rồi mâm này lại không có tiền. Cứ để đây không hốc. Đây ở đây này bay hết cả cái diêm đỏ. Cậu đến hôm qua vợ cháu là có đến con nhảy múa đi để ông tiến ông phải con nào đây mẹ bảo bà lại bảo đấy nói thì đây có đố bà đố bà mua của anh nhà con dính tiền thích nhảy lắm. Nhưng mà tôi ngoảnh mặt đi giấu mẹ gục vai vào gục đầu vào vai mẹ. Năm ngoái thì trung thu mà mới vừa là 2 tuổi. Vâng. Đấy, chị vào sắp đốt cho xong đi. Hôm trước thì là mưa quá, hôm nay thì lại nóng quá. Yeah.
Thế là các thầy giải lao ít phút để chúng ta chuẩn bị lại công tác để giúp thầy nghe. Phân phát lợn cho